Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vision Audio. Lời đầu tiên cho Vision Audio xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị và các bạn. Và trở lại với clip ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu nhanh một số mặt hàng đã về trong cửa hàng của tôi ngày hôm nay. Như dòng loa Eric Bass 25, mã M315 và loa BMB 1000C, BMB 450V MK2, BMB 450C, dòng súp điện RCF Bass 40, súp hơi RCF Bass 40 và các mẫu lọc bãi của Hàn Quốc và của Nhật, các cái dòng đẩy công suất. Tôi xin quay nhanh cho quý vị và các bạn xem nội thất của chiếc loa Eric Bass 25. Đây là tổng thể bề ngoài của nó. Dòng loa Bass 25 chép neo. Chúng tôi sẽ tiếp qua âm thanh cho quý vị và các bạn cảm nhận về cái dòng chất âm của loa Eric, mã M310, công suất 200W, trở kháng 8 ohm, độ nhạy 95 dB. Đây là hình thức phía sau của chiếc loa Eric Bass 25. Chiếc loa này tại thời điểm bây giờ hình thức đẹp như thế này có giá hơn 5 triệu đồng. Đây là mặt trước của nó. Loa nhìn rất là đẹp. Chiếc chép của nó bóng như dòng B3 X12i. Dòng loa này sở hữu một chiếc phân tần khá là gấu đấy. Đối với dòng loa này thì cái dây vào loa họ hàn chết cả chép và bát. Phân tần của nó rất là khủng. 2, 4, 6, 7 con trở rất là to. Đối với một chiếc loa 25 mà phân tần như thế này là khá là to. Eric. Đây là trang web của nó. Nó sở hữu một chiếc neo cho ra chất âm rất là sáng. Và khi hát karaoke lời của nó bay rất là nhẹ. Hôm nọ tôi có chụp ảnh đăng lên Zalo thì mọi người bảo là chép thường. Đây nó là chép neo. Chép neo thì từ của nó rất là bé, không to như dòng chép thường. Đây là chiếc e căng của nó. Hai thanh nhập này nhập hai bên sườn. Quý vị có thể nhìn hai thanh nhập bằng hợp kim nhôm nhập hai bên sườn. Loa này cho ra chất âm chi tiết rất là hay. Đặc biệt là cái dãy lời của nó nghe rất là sáng. Bên hàng của tôi về được mẫu BMB 1000C, hình thức đẹp xuất sắc. Dòng Bass 30. Dòng BMB 1000C thì cho ra chất âm khá là hay khi hát karaoke. Nếu so với dòng 2000 thì dòng 2000 công suất lớn hơn, nhưng chất âm của dòng 2000 thì không hay bằng dòng 1000. Dòng 1000 thì chất âm nó hay hơn dòng 2000, nhưng công suất nó lại bé hơn dòng 2000. Và dòng 1000 thì nó không được đẹp như dòng 2000, vì dòng 1000 nó ra trước. Nhưng những người sành chơi thì người ta vẫn thích nghe chất âm của dòng BMB 1000 hơn dòng 2000. Bên cửa hàng của tôi vẫn bán hai loại 1000 và 2000. Và đương nhiên là dòng 2000 thì nó có giá tiền lớn hơn dòng 1000. Model của nó là model lại sau, công suất của nó lớn hơn dòng 1000. Và đây là mẫu loa huyền thoại BMB 450V MK2. Hôm nay bên cửa hàng của tôi về được một số đôi 450V MK2. Phía trong là BMB 450C. Hàng đẹp, cáu cạnh không tì vết. Và trong cái lô loa 450V MK2 hôm nay về nó có thay đổi một chút so với các lô loa trước, nên tôi tháo ra làm clip cho quý vị và các bạn. Đối với dòng MK2 nó sản xuất tại Nhật thì nó có khá nhiều các cái mẫu bass nó khác nhau. Quý vị và các bạn lưu ý là loa MK2 sản xuất tại Nhật, trên từ loa nó không ghi Made in Japan.
đối với những dòng mà ghi Made in Japan. Đấy là loa hàng nhái, còn loa xịn của nó không bao giờ ghi Made in Japan. Đây là hai chiếc bát loa cùng một mã số. IST-138M. IST-138M. Nhưng phía trước của nó thì nó bôi một lớp keo nó lại khác nhau. Đối với dòng loa MK2, về phần đa là lớp keo bôi phía trước là nó màu bả trầu, nhưng có một số dòng thì nó bôi màu đen và màu sữa hơi bả trầu đục đục này. Có một số lô ra thì nó bôi màu đen. Thế cái này quý vị và các bạn là hết sức là phân biệt. Đối với dòng hàng xịn thì cái lớp keo này nó cứng như băng đá, còn hàng nhái thì keo nó mềm. Còn cái màu thì nó tùy từng đời, tùy từng năm sản xuất và nó bôi nó khác nhau. Đối với dòng loa thì nó lại không ghi năm sản xuất, nên là chúng tôi làm clip rất khó để hướng dẫn cho quý vị và các bạn phân biệt. Chẳng hạn như dòng âm ly, chẳng hạn như dòng âm ly 203N hoặc 203A chẳng hạn, nó có năm sản xuất. Thì ví dụ như dòng 203N đời 97 thì main của nó in chữ SN màu đỏ, còn đời 96 thì nó in màu xanh đen. Nhưng đối với dòng loa của Nhật thì nó không ghi ngày sản xuất tên từ loa. Và quý vị có thể phân biệt khi chúng ta nhìn cái từ loa thì nó khôn, và khi chúng ta thò tay vào phía bên trong này, nó có cái tấm lưới ở trong. Nếu hàng loa xịn thì nó không có ba vía, sờ nó rất là trơn. Và nếu như loa nhái chúng ta thò tay, chúng ta ngoáy vào trong này thì nó có ba vía rất là sắc. Phần đa số của nó là keo ở phía trong này là màu bả trầu, nhưng cũng có một số model là nó màu đen hoặc là màu sữa đục như thế này. Nhưng đặc biệt là lớp keo này chúng ta sờ vào nó cứng như một lớp băng đá. Trong cái lô ngày hôm nay về thì có hai chiếc này, cái màu nó cộc lệch, cái màu keo nó cộc lệch nhau. Quý vị nào mua thì sẽ có cái giá hợp lý, sẽ bán rẻ hơn các cái dòng loa có một màu. Như đôi trên này là hai chiếc bát cùng một màu, cùng một màu này thì giá nó vẫn bình thường, giá 7 triệu một đôi. Còn đối với chiếc này cộc lệch thì cộc lệch cái màu này thôi, quý vị nào mua sẽ bán cho cái giá 6.500.000 đồng. Vẫn là loa xịn, không ảnh hưởng như đến chất âm, nhưng về mỹ quan thì nó xấu hơn một ít vì nó không đùng cùng màu. Thì đương nhiên là phải bán rẻ thôi. Bên cửa hàng của tôi bán hàng rất là chuẩn, cái nào nó có cộc lệch thì sẽ bán với giá nó mềm cho quý vị và các bạn. Về thùng vách của nó thì rất là đẹp. Cái bông này lâu ngày nó bung ra, về bên cửa hàng sẽ bán lại cho nó nằm đúng vị trí, không nó sẽ bị chịt vào cái lỗ thông hơi, nhiều lúc là nó không thoát được âm thanh ra ngoài. Thùng vách còn rất là đẹp. Đôi này cộc lệch về cái màu keo, bôi rốn loa sẽ bán bớt 500.000 đồng cho quý vị và các bạn. Và cái chiếc âm ly 203N đời 95 hôm trước tôi có giới thiệu với quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nghe không rõ, hôm trước tôi có nói rằng chỉ có thay 4 cái nút nhựa này, chứ không phải là thay cái main echo. Mà cái này nó xấu là nó chỉ mờ cái mặt của nó thôi, cái mặt của nó mờ thôi. Và phía trong bên trong ruột của nó thì có một cái rắc nhựa nó bị mô ve. Thì bây giờ không dùng rắc nhựa và hàn chết nó trực tiếp. Có nhiều quý vị hỏi là thay cái main echo này, thay cái main echo này thì không nói chuyện làm gì. Cái main này vẫn nằm bên nguyên bản của nó, chỉ có thay 4 cái nút nhựa này, vì 4 cái nút nguyên bản của nó bung cái đầu này, nó xấu nên thay 4 cái nút này. Con này cho ra chất âm rất là ngọt ngào. Tôi sẽ alo cho quý vị và các bạn cảm nhận về cái chất echo của cái con N này, cái đôi loa Yerik. Sẽ alo bằng chiếc mic JBL. Alo. 1 2 3 4 5 6 ly, 4 5 6 7 8 ly, 4 5 6 7 8 ly. Tôi chặt tiếp một đoạn nhạc cho quý vị và các bạn cảm nhận về cái chất âm của dòng loa Yerik.
Vâng, chiếc loa nhỏ xíu nhưng đánh rất là uy lực. Tiếng lời của nó rất là sáng. Hôm nay chiếc TV nó đang bị hỏng nên tôi phải tiếp vào máy tính. Chiếc TV của Samsung mua hơn 20 triệu, dùng đúng được 2 năm, hết thời gian bảo hành được 4 tháng. Nó hỏng. Cái giá trị tiền sửa bây giờ bằng mua chiếc TV mới. Hàng chính hãng của Samsung, sản xuất tại Việt Nam. Đây là dòng loa Martin Bass 40 Neobi, có giá 15 triệu đồng. Súp điện RCF, kích thước vuông 50 sâu 60, có giá 5 triệu đồng tại thời điểm bây giờ. Loa DMX Bass 30 dép neo. Loa audio center PF12 cộng. Audi center F12 cộng. Và loa TB. Loa TB của tôi còn một đôi màu trắng, thương hiệu của Mỹ. 450C, hàng rất đẹp. Loa Bose. Loa RCF. Đây là đôi loa ST, sở hữu 2 bát kép 20, 2 loa chép, 1 loa trung, đánh khá là uy lực. Súp hơi của hãng Viden, dòng bát từ trắng, bát 30. Súp Quipac to. Đẩy công suất DB Aquatic, mã D2610, có giá 8 triệu 200 nghìn đồng. Đây là các đầu CD nghe nhạc. Phía bên kia là các mẫu loa full. Bên cửa hàng của tôi còn một đôi audio king hình quả sỏi. Đôi loa đấy, một bát 25 4 chép trên một thùng. Âm ly Jaguar 506XG. Mic bãi Nhật Tomahawk. Mic này 650.000 một chiếc. Và sắp tới tôi về được một ít dòng âm ly 203 ba la mã, chạy xòa san kiên hai vít lớn và xòa san kiên bé. Giá bây giờ nó lên khá là cao. Nó có giá hơn 7 triệu đồng một chiếc. Chắc tầm 2-3 hôm nó hàng về tới nơi. Đây là các cái đầu CD nghe nhạc và đầu đĩa than. Quý vị nào có nhu cầu mua đầu đĩa than và đĩa than nghe nhạc thì bên cửa hàng của tôi có bán đĩa than nghe nhạc. Đĩa này là đĩa có bản quyền, đĩa tiếng Việt, Lệ Quyên, Nguyễn Ánh. Đĩa này là đĩa mới, đĩa than, hơn 1 triệu một chiếc. Đẩy công suất Martin 4 kênh, công suất 800W trên một kênh, có giá 7 triệu 500 nghìn đồng. Hàng mới chính hãng, hàng nguồn đồng. Bên hàng của tôi không bán hàng nguồn nhôm. Đẩy công suất LA thì hôm nay còn được 4 chiếc, sắp tới về tiếp. Đây là các cái dòng lọc bãi của Hàn Quốc xuất Nhật, có giá 2 triệu 5, trên dưới 2 triệu 5 một con, tùy từng con đẹp, con xấu, nhưng đa số là đều là hàng đẹp. Phía trong kia là các cái dòng lọc Nhật, lọc Hàn Quốc, lọc 2 dàn đèn, 1 dàn đèn. Vàng nách thì có 2 loại. Loại 1 thì có giá 1 triệu 9, loại 2 thì có giá 1 triệu rưỡi. Nách F9 Blue và F8. Cái dòng mic JBL này cũng vậy. Loại 1 thì có giá 1 triệu 9, loại 2 thì có giá 1 triệu 6. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hàng, xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo 0978 527 827
quý vị và các bạn vào trang Zalo của tôi và gửi các cái tin nhắn cần mua loa nào thì tôi sẽ gửi hình ảnh cho quý vị và các bạn, hoặc là gửi những cái video ngắn, là quý vị có thể vào trang Zalo tham khảo cái các cái mặt hàng tôi gửi đi cho khách, có để lại số điện thoại của khách để quý vị và các bạn có thể gọi điện hỏi khách là xem mua hàng ở bên Vision Audio hàng có đảm bảo chất lượng hay không. Đối với nhiều cửa hàng họ bán thì họ chia số điện thoại của khách vì họ bán hàng không đạt chất lượng. Nhưng riêng bên cửa hàng của tôi thì khi bán hàng tôi gửi hàng đi thì tất nhiên là không chụp hết được ảnh của các mặt hàng gửi đi, nhưng tôi đều để cái số điện thoại của khách để cho khách hàng giao lưu với nhau và tham khảo ý kiến với nhau xem là chất lượng mặt hàng bên cửa hàng Vision Audio bán là như thế nào. Quý vị và các bạn đang xem kênh YouTube của Vision Audio, xin mời quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và ấn nút chuông thông báo để cập nhật được những video tiếp theo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi clip của Vision Audio. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.